lính Nga ngồi xích đu luyện lái drone tập kích xuồng tự sát. Binh sĩ Nga tập lái drone FPV đánh chặn xuồng tự sát Ukraine khi ngồi xích đu, nhằm mô phỏng cảm giác điều khiển thực tế trên biển. Veda, kênh truyền hình nhà nước do Bộ Quốc phòng Nga quản lý, ngày 21 tháng 8 chia sẻ video các thủy thủ nước này ngồi đung đưa trên xích đu trong lúc điều khiển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV, trên vùng biển thuộc vịnh Phần Lan. Một xuồng không người lái, USV, của Nga xuất hiện trên mặt nước, giống loại khí tài được Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công hạm đội Biển Đen ở xung quanh khu vực bán đảo Crimea. Trong bình luận đăng trên Telegram, Veva cho biết chuyển động lắc lư trên xích đu giúp các thủy thủ Nga làm quen với sóng biển, dường như nhằm thích nghi với hoàn cảnh phải điều khiển drone trên thuyền trong điều kiện thời tiết xấu. Theo Veva, drone đang rất được các thủy thủ Nga quan tâm và vũ khí này có thể chống USV một cách hiệu quả. Xuồng không người lái tự sát là mối đe dọa lớn với hải quân Nga trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã đánh chìm, gây hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1/3 lực lượng của hạm đội Biển Đen Nga từ đầu chiến sự, một phần nhờ sử dụng các mẫu USV như Magura V5 hay Sea Baby. Nga đã áp dụng nhiều cách để đối phó, bao gồm tăng cường tuần tra bằng chiến đấu cơ, bố trí tổ đội súng máy trên tàu và gia cố lớp phòng thủ ở bến cảng. Dù vậy, các phương án tốn nhiều công sức này phần lớn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Một giải pháp tiết kiệm hơn là sử dụng drone FPV để chống lại xuồng tự sát. Samuel Bendet, cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu Hải quân, CNA, và là chuyên gia về drone, cho biết Nga đã đưa drone FPV vào chương trình huấn luyện cách đối phó USV Ukraine được một thời gian. Tuy có giá thành rẻ, drone FPV có tính linh hoạt cao hơn nhiều so với súng máy, theo Bendet. Ngoài việc tiêu diệt các mối đe dọa đang đến gần, khí tài này còn có thể được sử dụng với nhiều nhiệm vụ khác, gồm tình báo, trinh sát, giám sát và thu thập mục tiêu. Bendet cho biết sử dụng xích đu để mô phỏng chuyển động của sóng trong điều kiện thời tiết xấu là phương pháp huấn luyện tương đối mới. Tuy nhiên, trong điều kiện này thì drone FPV cũng khó phát huy được hiệu quả tác chiến, do chúng nhỏ, nhẹ và dễ bị mưa, gió gây ảnh hưởng. Chuyên gia này chỉ ra rằng trong video do Veda đăng, Nga đã sử dụng một mẫu USV nội địa để mô phỏng xuồng tự sát của Ukraine. Điều này mang lại môi trường huấn luyện chân thực hơn cho các quân nhân, so với chỉ đặt một vật thể trên biển và coi đó là USV. Hiện chưa có nhiều thông tin về chương trình xuồng không người lái nội địa của Nga, song nhiều khả năng chúng sẽ được sử dụng cho cả mục đích phi huấn luyện. Rõ ràng họ không chế tạo chúng chỉ để dùng làm mục tiêu giả định, Bendet cho hay. Chúng được đóng để làm nhiệm vụ chống USV, tình báo, trinh sát, giám sát và có thể là cả chiến đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.